Em xin được gửi tặng hai anh chị. Đây ạ, có hai vật này. Là một chiếc nón lá và một chiếc máy ảnh ạ. Nhưng mà thực đơn này có ăn được không? Em đưa nón ra để cho. Thì em đã nói từ đầu rồi. Không chỉ là dinh dưỡng mà nó còn là những cái kỷ niệm. Người ta ghen tị với em mà. Sân si lắm. Ai đoán được cái ý này là xuất sắc. Cái này em biết. Anh Sang rất hay chụp ảnh cho em. Mà em thì rất thích được chụp ảnh. Vào một cái thời điểm là bọn em quyết tâm là mua một cái máy ảnh, coi như là mình lưu giữ lại những cái bức ảnh và những cái khoảnh khắc của gia đình. Rồi em hiểu luôn rồi anh Khang ạ. Chắc là thích chụp ảnh kiểu đội nón. Đúng không Sang? Phải không? Cái nón này thì em chưa nghĩ ra. Có một lần Sang tham dự một cái chương, một cái cũng là một cái show mà là cũng có thử thách. Cũng có thử thách về kiểu dàn Sang cầm cái nón lá này thử soạn thử một cái động tác nào đấy. Cuộc đua không dừng lại. Trong một chương trình đấy thì Sang cũng cầm nón lá. Đó. Đó chính là cái vấn đề. Chính xác. Và hôm nay lần đầu tiên cái máy ảnh ấy sẽ được phát huy công dụng của nó khi người làm mẫu không phải là Thu Hà nữa. Mà Thu Hà sẽ là có những người sẽ đào tạo dáng với chúng ta lúc này, đó chính là Minh Sang. Tôi không biết làm gì làm. Xin mời ạ. Dạ. Chương trình chơi khó. Ngồi lên đây nhé, chồng quay theo hướng vợ nhé. Đó. Xu hữu. Đẩy lên cầm này. Ở đây Hà chụp dễ hơn. Không bị vướng nữa. Nếu mà ngã mọi người thấy sơn thì không chịu. Chúng ta đang hoán đổi vị trí để xem là cảm xúc của mỗi người thế nào khi mà đặt vào vị trí của nhau đấy ạ. Nhảy lên nhá, cứ dạng nhảy lên như này. Đó, đúng rồi. Được không? Kiểu vậy ha. 3, 2, 1, bay. 3, 2, 1, vô. Bắt đầu. Vô, ô. Hay quá. Rồi, xin chúc mừng. Chúng ta đã có những... Chúng ta tiếp bằng của Thái Sơn à. Cảnh khắc rất là đẹp rồi đó mình. Ngoài nhiếp ảnh thì hai vợ chồng còn có thú vui đam mê gì khác không? Hai vợ chồng có sở thích là thích đi đây đó. Sau những cái thời trong cái thời điểm mà thi đấu xong cũng dành cái thời gian để kể cả gia đình ấy, là đi nghỉ ngơi. Mà đặc biệt là có một cái sở thích, Sang là thích chở Hà đi ăn. Mà Hà thì thường xuyên, Hà thường xuyên lại tức là muốn sao béo, sợ mình bị béo lên, mà Sang lại cứ thích ăn. Chứ là rất là sợ mỗi lần đi với Sang đi đâu đó đi chơi là xuống nhà tiền đi món ăn thôi. Chúng ta đã được nghe rất là nhiều những câu chuyện giống nhau, có nhiều điểm giống nhau giữa hai anh chị rồi. Thế nhưng mà những điểm khác biệt thì sao hả chị Hà? Ví dụ như về cách ăn mặc thì có thể là anh Sang rất là basic. Nhưng mà mình thì lại rất là phải là rực rỡ vào màu mè. Color block các kiểu đúng một chút đúng không? Ví dụ đi huấn luyện thì em vẫn có make up. Nhưng mà make up nhẹ. Và mình có thể mặc đồ có thể mỗi hôm một phong cách. Nhưng mà trái ngược với mình đấy. Nhưng mà thế vậy chứ có bao giờ hai vợ chồng hụt hạch hay là cãi lộn nhau không? Bọn em cũng có thường xuyên đấy ạ. Vì không thể nào mà tránh được. Như vậy thì lúc đó là ai là người sẽ nhìn người kia? Cũng có lúc này lúc kia. Lúc nào mà em đang cảm thấy bùng bùng lên thì anh Sang sẽ thường là ngồi lặng im không nói gì. Hoặc có những lúc mà anh Sang đã cáu thì em sẽ là ngồi im. Thì có nghĩa là cũng rất là cái biết đấy gọi là cấm khẩu lựa tính nhau ấy chị nhỉ. Rất là biết nhìn nhau để lựa nhau. Nhưng mà cũng có những lúc là cả hai cùng bùng lên luôn. Cũng khá là căng thẳng. Mình có đúng đi chăng nữa hay là mình có sai đi chăng nữa sẽ có những cái lời lẽ nó không hay. Trong quá trình của tranh cãi nó sẽ đi quá. Cho nên tốt nhất là mình phải tránh đi. Tránh đi là để cho bản thân Hà cũng phải bình tĩnh lại và bản thân mình cũng phải bình tĩnh lại. Mình thấy mình thôi, không nói nữa. Xách xe ra ngoài, ngủ uống cà phê, mình chầm lại. Mình thấy là thôi, xong rồi, cãi như thế là xong. Để nó đi quá xa ấy, thì đôi khi là mình cũng nghĩ rằng là nó không cần thiết. Sau lúc đó thì Sang có những hành động làm hòa, là Sang hay đi mua hoa. Cho người ta mua hoa nữa. Tức tức đi chăng nữa thì cũng thấy rằng là đi thấy người cầm bó hoa về cũng sẽ dịu đi phần nào. Và kèm thêm một cái là cũng thôi, lúc nãy thì chồng hơi lớn tiếng, thôi mình xí xóa. Bản thân Hà lúc Hà cũng nhịn mình nên lần nhịn sau nhau. Mà vợ giận quá mình bỏ đi thôi, sao mình ghé tiệm hột xoàn mình mua một phiếc cà rá hột xoàn gì đó to mình đưa về, tôi bảo đảm của tự nhiên cũng quay qua cũng hết giận và cũng còn thương mình hơn rất chính nhiều. Xác ạ. Em có mà... cách khác ý. Thật ra từ sau mà giận ấy cũng chẳng phải tốn tiền mua hoa hay là hột xoàn như anh nghĩ đâu,
thơm phát xong chạy. Em nghĩ là không ok đấy. Anh ơi, bây giờ nó đến hột ý, thì em không có hột xoàng. Hay nhỉ? Nhưng mà em cũng sẽ có một cái hột để tặng cho các anh chị. Hay vậy? Dạ. Sếp ơi, cho em xin ạ. Rất nhiều bất ngờ nhé. Thật ra mình không nghĩ là hay chứ. Rất hay. Em thì không có hột xoàng tặng cho anh chị, nhưng mà em có món thịt kho hột vịt ạ, để tặng anh chị ạ.